về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Cô chào các em học sinh lớp 3. Chào mừng các em đã quay trở lại với các tiết học giải vở bài tập môn tự nhiên và xã hội lớp 3, bộ sách Chân trời sáng tạo. Trong video ngày hôm nay, cô Hồng Vân sẽ tiếp tục đồng hành với các em trong việc giải các bài tập môn tự nhiên và xã hội lớp 3, chủ đề Trái đất và bầu trời, bài 28, Trái đất trong hệ mặt trời. Giờ thì các em hãy ngồi ngay ngắn, mở sách vở bài tập môn tự nhiên và xã hội lớp 3, các trang 76, 77 và 78 để chúng ta bắt đầu vào tiết học ngày hôm nay. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Nếu đã sẵn sàng thì chúng ta cùng đến với bài tập đầu tiên. Bài 1, trang 76, vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 3, chân trời sáng tạo. Viết vào chỗ chấm tên các hành tinh trong hệ mặt trời. Dưới đây là hình ảnh các hành tinh trong hệ mặt trời. Nhiệm vụ của chúng ta là hãy nhớ lại các kiến thức đã được học, kết hợp với đó vận dụng các kinh nghiệm cá nhân để hoàn thành tên của các hành tinh đang bị khuyết trong hình trên. Các em đã rõ nhiệm vụ của mình chưa nào? Và sau đây là một vài gợi ý của cô về bài tập này. Ta có ở vị trí trung tâm, cũng là hành tinh lớn nhất, chính là mặt trời. Hành tinh đầu tiên tính từ mặt trời ra chính là thủy tinh. Tương tự, ta có hành tinh thứ hai tính từ mặt trời ra chính là kim tinh. Và hành tinh thứ ba chính là trái đất nơi chúng ta đang sinh sống. Hành tinh thứ tư là hỏa tinh. Hành tinh thứ năm là mộc tinh. Hành tinh thứ sáu là thổ tinh. Hành tinh thứ bảy là thiên vương tinh. Và hành tinh thứ tám là hải vương tinh. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 1. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2. Bài 2, trang 76, vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 3, chân trời sáng tạo. Em hãy chọn một hành tinh và tô màu đường đi từ phi thuyền tới hành tinh đó. Dưới đây là một hình tròn với rất nhiều các đường nhỏ phía trong như mê cung, với trung tâm là phi thuyền và xung quanh hình tròn là nhiều hành tinh khác nhau. Nhiệm vụ của chúng ta là hãy lựa chọn một trong các hành tinh đó và vẽ đường đi tương ứng từ phi thuyền để tới được hành tinh đã chọn. Các em đã rõ nhiệm vụ của mình chưa nào? Và sau đây là một vài gợi ý của cô về bài tập này. Sau khi quan sát hình, ta lựa chọn trái đất sẽ là hành tinh mà phi thuyền đặt chân tới. Và trên đây cũng chính là đường đi từ phi thuyền tới trái đất. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 2. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 3. Bài 3, trang 77, vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 3, chân trời sáng tạo. Vẽ thêm các mũi tên lên hình sau để chỉ chiều chuyển động của trái đất quanh mình nó và quanh mặt trời. Trên đây là hình ảnh trái đất ở các vị trí khác nhau trong chu trình vận động của trái đất quanh chính nó và quanh mặt trời. Nhiệm vụ của chúng ta là hãy quan sát thật kỹ các hình ảnh này, sau đó vận dụng các kiến thức đã được học để vẽ thêm các mũi tên lên hình chỉ chiều chuyển động của trái đất quanh mình nó và quanh mặt trời sao cho phù hợp. Các em đã rõ nhiệm vụ của mình chưa nào? Và sau đây là một vài gợi ý của cô về bài tập này. Vì chiều quay của trái đất là ngược chiều kim đồng hồ, nên theo thứ tự, trái đất sẽ quay từ vị trí điểm B đến điểm C, tiếp theo quay từ vị trí điểm C đến vị trí điểm D, quay từ vị trí điểm D đến vị trí điểm A, và quay từ vị trí điểm A về vị trí điểm B. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 3. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 4. Bài 4, trang 77, ở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 3, chân trời sáng tạo. Vẽ sơ đồ thể hiện chiều chuyển động của trái đất quanh mặt trời và mặt trăng quanh trái đất. Dưới đây là khung hình được trang trí đường viền bằng những ngôi sao rất đẹp. Và đây cũng chính là khung hình mà các em sẽ sử dụng để vẽ sơ đồ thể hiện chiều chuyển động của trái đất quanh mặt trời và mặt trăng quanh trái đất. Các em đã rõ nhiệm vụ của mình chưa nào? Và sau đây
là một vài gợi ý của cô về bài tập này. Trên đây chính là hình ảnh thể hiện chiều chuyển động của trái đất quanh mặt trời và mặt trăng quanh trái đất. Trong hình ảnh có thể thấy rằng trái đất chuyển động quanh mặt trời ngược chiều kim đồng hồ, mặt trăng quay quanh trái đất theo hướng ngược với chiều quay trái đất. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 4. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 5. Bài 5, trang 78, vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 3, chân trời sáng tạo, quan sát các hình mặt trăng và điền số thích hợp vào các ô trống trên sơ đồ dưới đây. Dưới đây là 8 hình ảnh khác nhau về mặt trăng khi nó nằm ở các vị trí khác nhau trong chuyển động quanh trái đất của nó. Nhiệm vụ của chúng ta là hãy quan sát kỹ 8 hình ảnh mặt trăng, kết hợp quan sát sơ đồ dưới hình để điền hình ảnh mặt trăng vào các ô tròn thích hợp. Các em đã rõ nhiệm vụ của mình chưa nào? Và sau đây là một vài gợi ý của cô về bài tập này. Sau khi quan sát các hình ảnh mặt trăng và sơ đồ, ta có kết quả như sau. Từ bên trái sang và cùng chiều kim đồng hồ, ta có: đây chính là vị trí mặt trăng số 1. Tiếp theo là vị trí mặt trăng số 6. Tiếp theo là vị trí mặt trăng số 3. Và tiếp theo là vị trí mặt trăng số 8. Tiếp theo, ta có: đây là vị trí mặt trăng số 5. Đây là vị trí mặt trăng số 2. Đây là vị trí mặt trăng số 4. Và cuối cùng là vị trí mặt trăng số 7. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong 5 bài tập của buổi học ngày hôm nay. Cô chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.